Xin chào các bạn, thì mình đang có mặt tại DK Abra Beauty. Thì hôm nay mình vừa giờ hoàn thành xong một ca xóa lông mày và làm lông mày. Thì sau một thời gian được tư vấn của các bạn mình đã từng làm dịch vụ ở đây, thì mình đã đến đây và thực hiện dịch vụ này. Thì sau khi thực hiện dịch vụ thì mình rất là hài lòng với cặp lông mày hiện tại. Thì ngày xưa thì mình cặp lông mày của mình là khá là ngang và làm cho khuôn mặt của mình khá bị vuông và ngắn đi. Thì sau khi thực hiện xong thì mình cảm thấy là đôi lông mày của mình khá là tây và cái độ cong này thì mình khá là hài lòng. Thì mình rất là cảm ơn DK Eyebrow Beauty đã cho mình một cặp lông mày khá là ưng ý. Mình cảm ơn.